Hôm nay mình sẽ dùng ChatGPT để mình flex một cái hình ảnh như thế này cho các bạn nhé. Đó, bạn này là học sinh sinh viên này, bị tóc thưa mỏng hói này. Đấy, nếu mà các bạn bạn ấy vẫn duy trì cái lối sống thì có lẽ là bạn ấy sẽ có thể đối diện với nguy cơ là bị hói đầu này. Và đây là cái hình ảnh thực tế là khi mà bạn ấy đã trải qua trong suốt từ ngày 12, 23 tháng 12 cho tới thời điểm hiện tại. Đó, đây là bắt đầu này và bây giờ này. Được chưa? Mình dùng ChatGPT đấy mọi người ạ. Đây là một bạn sinh viên. Bạn này có nhắn cho mình từ ngày 17 tháng 12. 17 tháng 12 đây. Đó, 17 tháng 12 là có hỏi mình là cho xin combo chị hói dành cho sinh viên. Đấy, tầm 4 món. Và mình thì mình chia sẻ với bạn ấy thôi, những cái gì mà mình đây những cái gì mà mình dùng. Đấy, mình chia sẻ với bạn đấy. Bạn ấy cũng có những cái hình ảnh bạn ấy gửi cho mình. Đấy. Dần dần đấy, cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy nhắn tin cho mình đấy, là hên là nhờ có anh nên Tết em tự tin hẳn, em bắt đầu dùng trước Tết có một tháng à, sợ không kịp đấy. Thế nhưng mà đến Tết thì bạn ấy đã có một cái mái tóc để đi chơi Tết và bạn ấy cảm thấy là hài lòng với cả những cái gì mà bạn ấy đã đạt được. Và phải nói là đây cũng là một trong những cái trường hợp mà mình thấy được là khá là tích cực. Bạn ấy là một người rất là tích cực, từ lăn kim cho tới dùng những cái sản phẩm để điều trị cũng như là kích mọc tóc như kiểu là minoxidil này, rồi lăn kim là bạn ấy có dùng này, rồi thì DHT blocker này. Nhưng mình thấy là bạn ấy có cả kẽm nữa, thì mình cũng bảo là kẽm này thì nếu như bạn dùng mà bạn dùng với cả cái DHT blocker này nó đã chứa 15 mg kẽm gliconat rồi ấy, thì bạn chỉ nên dùng nửa viên này thôi đó. Và omega 3 D3 K2 là bạn có dùng này, omega 3 đâu đây là bạn ấy có dùng này nhá. Đấy, cũng như là astaxanthin. Thật sự luôn là phải đối diện với cả cái việc mà tóc rụng nhiều, xong tóc thưa mỏng đấy, xong Tết thì là đã có một cái mái tóc mà nó gọi là ưng ý đẹp trai. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay ấy, thì khi mà bạn ấy chia sẻ với mình thì mình cũng cảm thấy rất là vui, là thật sự là mình đã giúp được cho một bạn còn rất là trẻ. Thật ra ấy, đơn giản là bạn ấy bị rụng tóc, bạn ấy đang lúc ấy bạn ấy rất là hoang mang và bạn có hỏi mình thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình dùng thôi. Đấy, thì khi mà bạn ấy dùng thì bạn ấy đã có cái kết quả. Bạn ấy không để tên thật của bạn đấy, bạn ấy cái hình ảnh tên này là tên tên này mình chẳng biết là tên tiếng Anh hay tiếng gì, nhưng mà tóm lại là đấy thì mình để đấy. Nếu mà các bạn cần chi tiết hỏi xem là kết quả mà bạn ấy nhận được nó là gì trong suốt cái quá trình mà bạn ấy bổ sung dinh dưỡng cũng như là dùng lăn kim và xịt minoxidil và dùng DHT blocker. Đấy. Nó như thế nào thì nó là như vậy mọi người nhá. Còn đối với mình ấy thì khi mà mình đã dùng DHT blocker thì mình sẽ không dùng kẽm nữa đấy nhá mọi người. Mà khi mọi người nghiên cứu ấy thì mọi người biết được là trong cái DHT blocker Good Hair này có chứa 15 mg kẽm rồi, thì chúng ta cũng không cần phải dùng cái kẽm liều cao này nữa đấy. Trừ khi là các bạn không dùng cái lọ DHT blocker màu đen thì các bạn dùng organic DHT blocker này, nó chỉ chứa ba thành phần là cây sao palmetto, cây pygmalion và nectarlip, tức là cây cọ lùn, cây tầm ma và anh đào châu Phi, thì bạn có thể bổ sung kẽm này với đây là 50 mg nên là nó khá là cao đấy, nên là dùng chỉ được 3 tháng thôi, sau đó là các bạn sẽ nghỉ. Đấy, nghỉ khoảng 2 3 tháng sau các bạn dùng tiếp. Đấy. Còn nếu đã dùng cái DHT blocker Good Hair này rồi thì nói chung là cũng đã đủ cái hàm lượng mà mình dùng, thì mình thấy được là nói chung là mọi thứ rất là ổn, không có vấn đề gì. Có nhiều bạn cứ hỏi mình là anh ơi dùng cái DHT blocker Good Hair này thì nó có ảnh hưởng đến chức năng SL không? Đấy. Thì mình cũng bảo là nó không bị ảnh hưởng gì cả, bởi vì là tất cả những cái hàm lượng thành phần của nó là thành phần tự nhiên và người ta đã chứng minh là cái cây cây cọ lùn là không những là nó không bị ảnh hưởng mà ngược lại nó còn gọi là giúp cho người ta tăng cường cái khả năng đó. Thế nên là khi mình dùng thì mình thấy chẳng có vấn đề gì cả và mình tóc mình mọc lên. Và đấy, những anh em mà đã nghiên cứu và đã sử dụng ấy thì các anh em cũng đều có cảm nhận như vậy thôi, vì là mọi thứ thì nó cũng đã rõ ràng rồi đấy. Nên là khi mà chúng ta điều trị rụng tóc hói đầu ấy thì chúng ta cứ hiểu đơn giản là gì, là đầu tiên là chúng ta phải hiểu bản chất là tại sao chúng ta lại bị rụng tóc đó. Nếu mà rụng quá 100 sợi một ngày thì lúc đấy là lúc mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến việc là gì, nghiên cứu những cái sản phẩm liên quan đến kích thích mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc rồi đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể xem là chúng ta có đang ăn uống đa dạng hay không. Nếu như hàng ngày cái bữa ăn hàng ngày chúng ta chỉ loanh quanh với thịt với rau đấy, chỉ thịt đấy, thịt bò hoặc thịt lợn với rau thôi ấy, thì chúng ta cũng phải sẽ phải nên đa dạng ra nhá. Một tuần chúng ta nên dành ra ăn khoảng 2 đến 3 bữa hải sản đấy, để cho chúng ta cũng có bổ sung những cái ví dụ như là kẽm, hoặc là những cái ví dụ như là ăn cá hồi thì bổ sung omega 3 chẳng thế.
Còn nếu chúng ta đã ăn uống đầy đủ đa dạng rồi thì chúng ta cũng chẳng cần phải bổ sung những cái thực phẩm bổ sung này nhá. Còn nếu mà chúng ta không ăn đa dạng ấy, thì chúng ta nên bổ sung. Đó là cái mà mình là người tập luyện cũng như là mình là người rất là quan tâm đến cái vấn đề về sức khỏe và sắc đẹp, nên là đấy là cái lời khuyên và cũng là những gì mà mình dùng và mình khuyên các bạn nhá. Còn lại là nếu như mà ai phơi nắng mà có đủ vitamin D hàng ngày rồi ấy, thì chúng ta cũng chẳng cần phải bổ sung vitamin D3 làm gì cả. Và đây là một cái trường hợp mà mình thấy rất là vui và mình cũng muốn flex với các bạn, và cũng chẳng phải là dùng cái công nghệ AI GPT đâu, nên là các bạn cứ yên chí, mọi cái thông tin các bạn cứ trực tiếp hỏi, mọi hình ảnh thì mình để sẵn ở đây về cái tên của bạn đấy, mọi người cứ vào và nhắn hỏi nhá. Còn những ai mà bảo là dùng chat GPT hay là dùng những cái công nghệ hay là edit tung xòe cái thứ thì mình không làm được điều đấy. Nói thật, thật ra không phải mình không làm được, mình có thể làm tung xòe hình ảnh rồi thì các kiểu rồi thì xin chúc mừng bạn đã bị lừa này kia ấy, thì không bao giờ có đối với mình, vì là những gì mà mình đã trải qua ấy, là mình chia sẻ, nó là thực tế luôn. Mình không cần phải nói nhiều, không cần phải gọi là văn hoa lai láng để làm gì. Thực tế như nào cứ nói như thế, anh em như thế nào cứ chia sẻ như thế. Và đây cũng là một cái động lực cho tất cả những ai mà đang có cái tóc thưa, tóc mỏng, thậm chí là đang đối diện với việc là sắp bị hói đầu ấy, thì anh em cứ nghiên cứu nhá. Mình khuyên anh em là anh em nghiên cứu và phản biện lại những gì mà mình chia sẻ với anh em, chứ mình không bảo anh em là anh em mua sản phẩm này đi, sản phẩm này tốt này, đấy, sản phẩm này là ok này, sản phẩm này là ok đấy nhá. Còn mình chia sẻ trên quan điểm là người dùng, người trải nghiệm, và cái bài học thành công từ mình và bài học thành công từ các anh em khác với mọi người, để cho mọi người có một cái góc nhìn là hói hoàn toàn có thể xử lý được anh em nhá. Đấy. Và nếu như mà tất cả mọi người có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến tóc rụng, tóc thưa, tóc hói hoặc là làm đẹp thì anh em cứ comment, mình sẽ ở bên cạnh tất cả mọi người và trả lời tất cả mọi người bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm, những kiến thức và những bài học mà mình đã trải qua trong suốt quá trình mà mình làm đẹp. Và mình là nam, mình thích làm đẹp.